Hello cho các bạn, đây có lẽ là video mà các bạn đang mong chờ nhất từ trước đến giờ đúng không? Thì con ẹt mình thì sau 3 tháng thì mình đã hoàn thành rồi, nhưng mà tại hôm nay mình có một số chi tiết mình chưa có vừa ý lắm cho nên mình chưa có quay, nhưng mà hôm nay thôi mình quyết định mình quay cho anh em luôn. Như tiêu đề các bạn đã thấy ha, thì tại sao con này gọi tên là ẹt ve chai? Vì xe này nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một số cái đồ ve chai. Đồ ve chai tức là gì? Tức là đồ cũ của những xe khác mà mình xin xong mình tái sử dụng lại cho con xe này. Thì bây giờ trên con xe này có những cái đồ ve chai gì và mình đã dọn như thế nào, bây giờ mình mời anh em cùng theo dõi video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu sơ về con này ha. Bây giờ sẽ là intro của con xe này nè. Thì đầu tiên ha, các bạn nếu mà bạn nào theo dõi kênh mình thì đã biết là xe này là cái dàn chân của mình là mình tự sơn hoàn toàn. Dàn chân mình tự sơn hoàn toàn luôn. Mình sơn gấp ghép chân nè, lốc máy nè, phuộc trước nè. Bây giờ anh em đầu tiên mình cho anh em coi trước lớp sơn của mình ha. Đây. Đây. Đây chính là mình tự sơn ha, để hôm nay nó cũng hơi bụi một tí. Đây mình tự sơn lốc nè, ghép chân nè, gấp. Rồi mấy cái chống. Xong rồi phuộc trước. Em thấy nước sơn sao, mình sơn ok không? Đó, mình sơn khá là ok luôn ha. Thì mình nói chung là mình tự tin vào cái phần nước sơn chân của mình. Đó. Rồi, còn dàn áo thì mình nhờ người ta sơn giùm. Dàn áo thì nhờ người ta sơn giùm, hay dàn áo này sơn giá rẻ thôi, không có gì hết, tại mình không có yêu cầu cao. Mình sơn giá rẻ bình thường à, tại vì lúc mình cũng không có tiền. Đó. Rồi, dàn tem thì mình cũng đi đặt luôn, thì clip mà mình đi dán tem có luôn ha. Có mình có làm clip đi dán tem á. Rồi bây giờ là những cái đồ trên xe này là những cái đồ nào ve chai và những cái đồ nào mình hai, mình sẽ nói cho anh em nghe ha. Đầu tiên là phần đầu. Đây. Bao tay là bao tay E50 cũ của xe lúc trước có ha. Gù này chính là gù ve chai nè. Đây là gù của xe anh mình, xe ẹt màu trắng á, hai ra bỏ. Ổng không xài nữa. Mình lấy mình tự sử dụng lại. Anh thấy không? Bao tay E50 kết hợp với gù inox kiểu mẫu Salaya, nhìn rất là hợp, rất là đẹp luôn ha. Đó. Cái thắng này cũng vậy. Hai cái thắng này, hai cái thắng cũ của xe mình tẩy là mình đánh bóng lại, mình cũng làm clip luôn á. Mình cũng có làm clip sẵn lên đó luôn, em muốn thì coi lại ha. Rồi, hai cái cầm vẫn là cầm cũ nè. Mặt đồng hồ vẫn là đồng hồ cũ, vẫn còn mới nè. Công tắc. Công tắc đèn, cái này là công tắc đèn người ta. Đèn đi tour là đèn L4 mà L4 phách thôi, nhưng mà mình không gắn nữa. À, tôi đến đầu đèn thì chá đèn khói áp bi vẫn là chá đèn khói cũ, nó cũng hơi bị gọi là một tí này ha anh em. Rồi về phần trước đây cũng là đồ cũ, không có gì là đồ mới hết luôn. Có ốc ép thì xi mới nè, dè cũng là xi mới nè. Đối với phần bánh trước thì ở đây có km 2 mới, cốc cũ nè, đĩa cũ nè. Đĩa này cũng là đĩa ve chai luôn. Đĩa này ngày xưa mình làm ở tiệm đồ chơi xe của thầy mình á, thì cái ông đó hai đĩa, đĩa này cũ hư bỏ ra, không phải hư nữa mà mòn, bỏ ra mình thấy nó còn mòn ít lắm, cho nên mình lấy về mình xài tới nay là 1-2 năm rồi, bây giờ nó mòn nhiều quá, nhưng mà mình chưa có hai đĩa mới, vẫn xài đĩa cũ luôn, đĩa riêng luôn. Heo thì sơn lại nè, heo sơn lại, hai ốc này thì xi lại ha. Mấy đồ nói chung ốc ép là mình xi lại hết. Mâm thì mâm trước xe của mình đi là Racing Boy 8 cây, bảng trước 1.6, bảng sau 1.85. Vỏ trước là vỏ Michelin cũ của xe, mình thấy còn ok, mình thấy nó còn mới đó, mình sử dụng lại. Ngoài ra thì không có gì hết. Mâm này á, mình tính sơn bạc lại nhưng mà mình chưa có thời gian sơn, thì sau cái clip này là mình sẽ cắt xe xong, khi nào rảnh mình sẽ sơn mâm bạc tiếp tục, mình sẽ quay cho anh em coi ha, coi mâm bạc nó như thế nào, tại mâm đen mình chưa có thích lắm. Tại vì nếu mà đi mâm đen thì mình phải đi cái loại cái style kia kìa, mình cho nên là mình chưa có thời gian làm được, như là cũng chưa có tiền, nói thẳng vậy. Trong đây các bạn có thể thấy là cái phần két nước nè, két nước là két nước cũ luôn, em thấy nó bấy nhầy luôn ha. Sau này có tiền mình sẽ thay két nước luôn. Nói chung là nó cũ thôi nhưng mà nó vẫn còn sử dụng tốt, không có ảnh hưởng gì hết. Tiếp tục qua phần đoạn này. Rồi. Gác chân thì gác chân cũ, mấy cái này thì mình lặt vặt mình xi lại, không nói ha, cái đồ này mình xi lại chứ không có đồ chơi gì luôn. Bô thì mình sơn lại cái ốp nè,
sơn là cái ốp, sơn cũng sơn bô luôn. Bô này sơn chống cháy của Samurai nhận như bình thường luôn ha. Rồi, thêm một cái đồ ve chai nữa cho anh em coi. Gác chân. Đó, đây là xe cũ luôn ha. Đây là của cái xe của thằng bạn mình, nó hay của chiếc Vario mà nó hay không đúng. Người ta hay sai cho nó. Bắt đầu mình đi mua cái khác, mình mua của loại Vision, mình hay vô của xe Vario cho bạn mình. Xong rồi cái này nè, cái cục mũ ở ngoài thôi nha, là cục mũ cũ của nó. Còn cái cây sắt này nè, tách ra riêng biệt nha. Cái phần sắt này là cái phần sắt cũ của mình, thì mình lấy cái phần sắt cũ của mình đi sơn lại, xong mình lấy cái cục mũ của nó mình hay vô, mình làm thành một cái chân mới. Hợp lý không? Rất là hợp lý luôn ha. Bên đây cũng vậy nè. Em có thể thấy ha. Khỏi tốn tiền. Không tốn tiền thì hả luôn. Về phần bánh sau, mình cứ nói tự hang. Xe này tại nói chung là mình đang rất là bận, cho nên là không có thời gian mình viết lên cái kịch bản được. Mình cho nên mình nói tùm lum hết à. Anh em không cảm ha. Bánh sau là bánh Racing Boy 1.8 nè, màu đen. Đó thì mấy phần ốc này cũng xi lại nè. Rồi, vỏ sau cũng là vỏ xe ve chai luôn. Vỏ sau là City Grip đồ. Như hồi nãy mình nói là vỏ trước mình đi là thấy vỏ còn mới lắm, cho nên là mình không có hai vỏ trước, mình chỉ hai vỏ sau. Mà vỏ sau này mình thấy có một bạn trên hội bán vỏ cũ vỏ lại, mình thấy còn đẹp, mình mua về. Cái vỏ sau này có 200.000, 200.000 mình thay ha. Là như trước sau không mới cũng không cũ, nó đồng đều trước sau ha, đỡ tốn tiền, tiết kiệm chi phí nữa. Rồi, cái bô này á, là đáng lẽ là nó cũng một, đáng lẽ cũng phải hai á, nhưng mà mình hàng mình đắp lại, anh em có thấy nè, nó bị lủng hết luôn à. Mình hàng mình đắp xong mình mài mình sơn lại nè ha. Đồ bê chai gì đó anh ơi, xe dọn xe không có tiền mà. Đó, dọn tới đâu hay tới đó. Chó đèn sau cũng là chó đèn cũ, hư led tùm lum hết, mình đã hai led, mình tự câu, mình tự sửa là led luôn. Bây giờ nè. Đó. Đó, ok ha, chạp bật đèn á, khi mà nổ đèn á, nổ máy bắt đèn á, nó sẽ sáng ở trong chùm cụm giữa, còn cái giảm thắng nó sáng thêm cụm đèn. Biển số này biển số cũ, chủ xe làm sẵn rồi, anh mình làm sẵn rồi. Rồi nguyên cái phần nhám trước sau thì mình thay hết phần nhám. Phần nhám là mình thay hết, mình không có giữ gì hết ha. Nói chung là nhám là phải thay hết cho mới đẹp. Rồi qua tới phần bên đây. Cái gạt tay này, gạt tay cũ, rin của máy của xe này ha. Rồi đây. Bộ nhông sinh dĩa cũng là bộ nhông sinh dĩa ve chai xe của xe ẹt trắng trước mình dọn tay cô điển á, em đó hai nhông sơn x1 rồi sơn mới, sơn này còn ok, mình lấy mình xài lại. Và mình không phải là sơn này anh em chơi dở ha, mình chủ yếu là thằng hợ canh với cái thằng mà chạy nó giữ gìn như thế nào ha. Sơn này mình chạy mình giữ mình canh mình chạy rất là ok luôn ha. Anh em nghe cái độ im của nó nè, về đây nè nè. Tuy là sơn thường thôi nhưng mà mình quay cho anh em nghe độ im, mình do mình canh rất là kỹ sơn này. Anh em thấy đường sơn đi rất là thẳng, không bị giật nữa ha. Nè. Đó, đường sơn đi thẳng, nó không có giật nha ha. Giật như là sơn nó không ngon á. Ok không? Đồ dây chai thôi. Rồi. Tiếp tục, mấy cái lặt vặt này cũng là đồ mình làm lại không à, đồ của xe làm lại, cần số xi lại nè. Rồi ba cái mẹ này cũng xi lại rồi luôn, nhưng không có gì hết à. Còn yên này thì mình lấy yên cũ mình đi giao lưu với người ta. Mình đi giao lưu là nên đỡ tốn tiền ha. Mình bù thêm 200-300 mà cũng là đợt cái chai luôn. Đợt cái chai luôn ha. Đây, trong cái xe này thì còn cái phuộc nữa, chưa được cái phuộc nữa. Phuộc này là phuộc rin theo xe nhưng bây giờ rất là sàn luôn á. Nét lại đây nè. Đó, cũ ha, mình không có làm hết á. Thì hiện tại á, cây phuộc này đang bị vấn đề. Nó đang bị gọi là sàn, rất là sàn. Tuy là mình đã chim lông đền này kia nhưng mà vẫn bị sàn. Chạy ôm cua là nó sàn bánh con bên, bữa mình mém té luôn các bạn. Cho nên là xe này nó còn, thứ nhất là còn một số vấn đề như sau, đó là mâm chưa giữ ý mình nè. Mâm là mình phải chắc phải sơn bạc nè, để vậy cũng đẹp. Nhưng mà chắc phải sơn bạc là cho nó sáng sủa hơn tí. Với lại cây phuộc nữa, đầu tiên nó phải làm cây phuộc trước. Thì cây phuộc rất là sàn chạy rất là nguy hiểm luôn ha. Cho nên là còn cây phuộc nữa, cho nên mình chưa có. Nói chung là bây giờ mình bận xe quá nhiều là mình không có làm được nữa. Mình bỏ một bên, trùm mền một bên luôn rồi. Rồi thì nói chung là lặt vặt vài thứ đối với cái xe này thôi. Cái xe này thì chi phí mình làm là nó, tuy là đồ vô chai thôi nhưng mà chi phí mình làm á,
là hơn 5 triệu, hơn 5 triệu một tí á. Nó hạt nữa nha. Nó không phải mắc về tiền đồ nhưng mà nó mắc về những cái dụng cụ để mình mua mình làm và những cái thuốc tẩy rửa ha. Anh em coi nếu mà anh em coi kênh của mình anh em biết làm xe này là mình làm gọi là từ A đến Z luôn, tức là mình tháo từng cái phần sườn, mình rửa từng cục máy luôn. Cho nên những dụng cụ mình mua để mình rửa nè, rồi những cái vật là giặt bên trong rất là nhiều luôn. Nói chung là hai cũng rất là nhiều ha, chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà hai vậy những là những phụ tùng bên trong, ví dụ như nhớt nhau, ron rồi nước mát này kia, nó rơi vào tiền rất là nhiều chứ không phải là ít. Đó, thì anh em hỏi nhận xét đánh giá cho mình con ẹt là như thế nào. Có gọi là tâm huyết không? Chứ nói chung là mình thấy là mình cũng dọn xe này cũng rất là lâu, mất 3 tháng để mình hoàn thành từ A đến Z con này. Và con xe này là con xe đầu tiên mà mình dọn từ A đến Z, tức là sao dọn là từ cục sườn, từng con ốc, từng chi tiết một luôn, từng những thứ giặt giặt nhất, nhỏ nhặt nhất luôn á. Cho nên mới gọi là con xe tâm huyết, nhưng mà tâm huyết của gia trai, không phải gia trai của mình ha. Rồi thì những cái xe này, con xe này á, nếu mà bây giờ mình có làm thêm những cái gì nữa thì mình sẽ quay cho anh em coi. Ví dụ như sắp tới mình sẽ tiến hành sơn mâm nè, rồi hoặc là gắn thêm những cái phụ tùng cần thiết gì nữa. Tại vì xe này muốn dọn kiểu đi phượt á anh em, cho nên là mình còn muốn dọn thêm nữa chứ chưa phải để vậy đâu. Để vậy thì cũng được, nhưng mà mình còn nói chung là cũng chưa dữ ý lắm. Rồi bây giờ mình chạy vòng cho anh em xem thử luôn ha. Nói chung là xe để lâu rồi không có để máy, cho nên anh em muốn để máy phải kéo nghe. Rồi đợi từ lên xe này chắc cũng để đây có tầng này chạy. Không đợi được thì đạp. Xe mình là đi Super 1922 đầu riêng cái riêng nội Uma 5 hồi son. Rồi nổ máy xong rồi đạp xong rồi giờ đài rồi chắc một cái lên. Nào, để lâu không chạy nè. Thôi được hát, do xe này đi nồi Uma nên là nó cũng khá là bốc đấy, nhưng mà nó cũng bốc đậu. Cho anh em nghe tiếng máy ha. Tiếng gô rồi bốc 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 rồi. Nhưng mà máy cũng ok hết anh em. Ai rồi thôi, cảm ơn em đã xem hết video ha. Hẹn em các video tiếp theo về những con xe khác, hoặc là con xe này mình sẽ làm gì, làm thêm những gì và mình sẽ tiếp tục quay cho anh em coi. À mình quên nữa ha, ở đây cũng là một cái gì ta, cái chìa khóa mà một phản quang của Mio á, bữa mình cứ quay cho anh em coi con ẹt trước rồi đó. Đây cũng phản quang luôn ha, đây, quên giới thiệu cho anh em. Rồi thôi, được rồi, kết thúc video ha, hẹn em các video tiếp theo, bye bye. Chúc anh em có ngày tập làm việc vui vẻ ha, chào anh em.